Trời ơi, có quả máy chiếu như này tắt hết đèn đi rồi anh em xem bóng đá được nói gì nữa nhá. Mà anh em biết là tôi đang chiếu cho anh em xem hình ảnh ấy. Cái này là quay lại từ một cái điện thoại thôi. Và chất lượng khi mà quay video trong những môi trường thiếu sáng như này, tôi nói thẳng các người anh em là nó không thực sự là ok cho lắm đâu. Đấy, biết thế phải này phải xét quả máy ảnh nhìn cho nó rõ. Nhưng mà đấy, khi em dí sát sát lại cho mọi người thấy về độ chi tiết này, về màu sắc này, đấy, và độ sáng các thứ nó ok như nào. Thôi, quay rộng ra xíu đi để nhìn cho nó dễ. Đấy, anh em thấy quả chất lượng như này ok không? Và anh em nghĩ sao khi mà chất lượng này trên một con máy chiếu giá 2 củ? Đúng rồi đấy, anh em nghe không nhầm đâu. Cái máy chiếu này chỉ có mức giá là 2 củ thôi và nó đến từ cái thương hiệu Drapao. Mình cũng chia sẻ rất nhiều những cái món phụ kiện đến từ cái thương hiệu này cho anh em xem ở trên kênh của mình rồi. Từ củ sạc, từ mấy cái món phụ kiện cáp sạc các thứ nhiều lắm. Nói chung là hôm nay lần đầu tiên mình thấy Drapao làm quả máy chiếu phải gọi là bá cháy bọ chét trong tầm giá này, thì cũng muốn trải nghiệm thử, và trải nghiệm xong thì thấy khá là bất ngờ về chất lượng nên muốn chia sẻ để cho anh em. Rồi, thế thì anh em đợi chút xíu. Trải nghiệm một vòng cái máy rồi lát nữa mình sẽ phân tích thêm về yếu tố hiển thị của cái máy chiếu này nhá. Lên nhìn chung. Đây đây đây, máy chiếu chúng ta đây. Anh em thấy nhỏ xinh không? Vậy đây là cái máy chiếu nhỏ nhất mình từng được trải nghiệm từ trước cho đến giờ luôn. Mình đã từng trải nghiệm những con máy chiếu ví dụ như ngay cả con Freestyle của Samsung, nó kiểu hình trụ trụ ấy, nó cũng không biết mức độ nó nhỏ như thế này. Hay là Bicube cũng có rất nhiều mẫu giá rẻ, nó cũng khá to. Rồi Xiaomi thì khỏi phải bàn, nó phải to chà bá lửa luôn. Nhưng mà đây các bạn thấy không, nó nhỏ như thế này thì cái việc các bạn mang đi mang lại nó rất là dễ dàng. Và các bạn thấy không, mình cũng đang mount nó lên một cái tripod, và bên dưới nó sẽ có một cái lỗ ốc là gọi là 1/4 inch để các bạn có thể gắn vào tripod ấy. Nó cực kỳ tiện như thế này. Rồi nó cũng có luôn cổng HDMI để mình hiện tại đang gắn sang một cái laptop này. Nó cũng có luôn cả một cái jack 3,5mm để hiện tại mình có thể gắn ra một cái bộ loa này. Đấy, đương nhiên có Bluetooth nha, nên các bạn sử dụng loa không dây, loa Bluetooth là ok được hết. Rồi chúng ta cũng có một cái cổng AV. Thì để cho các bạn chưa biết ạ, thì cái cổng AV này nó là cái kiểu mà chúng ta xuất cái tín hiệu video theo kiểu jack hoa sen RCA ra mấy con TV đời cổ ấy. Thì cái máy chiếu này các bạn cũng có thể sử dụng import từ những cái thiết bị đầu cũ ngày xưa vào cái máy chiếu này được luôn. Tức là nếu như các bạn mà đang sử dụng những thiết bị cực kỳ cũ thì cái máy chiếu này vẫn có thể tương thích một cách rất ok. Còn các bạn sử dụng những cái thiết bị đời mới thì HDMI cũng đã sẵn sàng. HDMI này thì mình có cắm vào cái MacBook đây, gắn hẳn vào con MacBook xịn sò luôn, MacBook Pro 14 inch. Thì nó vẫn nhận luôn được cái độ phân giải đấy là Full HD. Đấy, nhận cái độ phân giải Full HD thôi, nhưng mà cái thông số gọi là cái độ phân giải gốc của cái máy chiếu này này thì nó chỉ đạt mức 720p. Nhưng mà thật ra cái yếu tố Full HD hay là 720p trong cái tầm giá rẻ như thế này thì mình thấy nó cũng không quá quan trọng bằng cái việc cái độ sáng, độ tương phản, màu sắc cũng như là những cái trải nghiệm về mặt tính năng phía bên trong nó như thế nào. Đương nhiên lên cái mức độ Full HD thì nó sẽ auto là ok hơn, tại vì chắc chắn là nó sẽ nét hơn. Nhưng mà đằng nào cũng chiếu ra xa, và nói thật với các bạn là đối với một thằng mắt cũng hơi kém như mình thì mấy lần mình trải nghiệm con máy chiếu Full HD 4K thì mình nhìn thấy rõ sự khác biệt nhé. Nhưng mà từ Full HD với cái 720p mình thấy nó cũng chả khác gì nhau. Cái đấy là cái cảm nhận của mình. Còn anh em mà nhìn thấy rõ hơn, ví dụ mắt anh em tinh hơn mắt mình ấy, thì chắc là sẽ nhìn nhận được ra cái yếu tố này. Và đấy, nó nhỏ gọn như thế này thì anh em cũng có thể thấy được cái sự linh hoạt của nó trong quá trình sử dụng là như thế nào. Có một cái lưu ý thôi, đấy là đây, anh em thấy chưa, chúng ta phải ghim cái nguồn điện vào đây này. Và cái này sử dụng nguồn điện gắn trực tiếp vào cổng 220. Đây này, thấy chưa đấy. Cái này chắc là rào cản lớn nhất để mà anh em mang đi ra ngoài mà xem bóng đá. Hay là một quả dạp màn chiếu lên, anh em ngồi chiêu chiêu xem bóng đá với nhau thì chắc là cái này là cái rào cản lớn nhất mà thôi. Và cũng như thêm có một cái yếu tố nữa này, máy chiếu nào cũng sẽ vẫn phải có cái quạt tản nhiệt phía bên trong. Và đúng rồi đấy, nó ù như thế này này. Đấy. Nhưng mà nó một cách công bằng nha, con này là thuộc dạng yên tĩnh lắm rồi. Chứ anh em mà nghe mấy con ngày xưa Bicube là mấy con Xiaomi nó hú có khác gì cái quạt phản lực đâu. Thì chắc là do mấy cái con kia nó có cái cấu hình nó cao hơn, thì cái chỗ gọi là màn chiếu này này, cái đèn chiếu này này, nó phải hoạt động với công suất lớn hơn, độ sáng nó cao hơn, thì cái quạt tản nhiệt cũng phải hoạt động mạnh hơn để mà chúng ta có thể tản nhiệt cho nó. Thì đấy, cái này mà gắn lên, ví dụ như gắn lên trên trần nhà này, chiếu vào tường, anh em nào đầu tư thêm một cái màn chiếu nữa thì nói gì nữa. Ok, nói chung cái yếu tố nhẹ nhàng như này thì khỏi bàn rồi. Rồi bây giờ thì khi em đứng ở đây quay ra bên đấy đi để mà anh nói luôn về cái mặt tính năng. Rồi, về mặt tính năng thì đây, ngay từ cái chỗ chọn nguồn này thì các bạn có thể thấy chúng ta có HDMI với cả AV. Ủa, tính ra quay thông qua cái máy này nhìn nét nhờ.
chứng tỏ là nó cũng nét thật đấy, chẳng qua mắt mình nó hơi mờ thôi anh em ạ. À, cận khó chịu thật sự. Chuyển ra ngoài màn hình thì các bạn thấy quả giao diện nhìn phát biết dùng ngay. À, hai cái mà chúng ta xem nhiều nhất trên máy chiếu thì rõ ràng một là cái phim gọi là Netflix and chill ấy. Có bồ này hay Netflix and chill lắm. Xem phim xong làm gì đấy thì ai biết. Rồi YouTube này thì các bạn xem YouTube thì khỏi phải bàn rồi. Thậm chí dỗ mấy đứa trẻ con thì cái này nói thật với các bạn, nhà mình nó phải là cái đưa lên đầu tiên. Nhưng mà cái hay á, các bạn vẫn sẽ có Google Play để các bạn có thể tải về được vô số ứng dụng, bởi vì bản chất thì con này nó vẫn chạy hệ điều hành Android. Và bấm vào thì chúng ta vẫn có thể login một cách rất là bình thường. Đấy, nhìn bấm sign in này, cứ là đơn giản luôn, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì hồi lười quá chả login đâu anh em ạ. Có sẵn hết rồi cứ thế mà dùng. Cũng đã được cài sẵn cái trình duyệt Chrome. Rồi bên trong này, My Installer app này, các bạn thấy không? Bên trong cũng có quá trời nhiều luôn những cái app đã được cài sẵn. Đương nhiên những cái app này thì các bạn có thể tùy biến lại được, bởi vì rõ ràng thì nó cũng chỉ là những cái app cài thêm. Và bấm vào Netflix thì đương nhiên là cũng có thể đăng nhập tài khoản xem một cách bình thường, chả vấn đề gì cả. Đó, thế rõ ràng hai củ có quả máy chiếu sẵn Netflix. Ảo thật sự. Ngày xưa đúng thật sự mua một cái máy chiếu cũng phải tầm 4-5 củ, có khi còn dùng Android lậu download cho Netflix mà xem. Mỗi tội lần đầu khởi động nó lâu vãi cả quạt ra. Nên thôi anh em thông cảm. Đấy, có muốn cập nhật thì cập nhật nó lên thôi. Sẽ update thông qua App Store hoặc là anh em sử dụng Google Play Store. Nên nó không khác gì một cái Android box cả. Nên rõ ràng cái yếu tố về mặt phần mềm như này thì khỏi bàn nhá. Rồi, nhiều những cái tính năng phía bên dưới này thôi. Mấy cái này thì chắc là anh em có khi dành hơn mình. Đặc biệt là như anh em là đang quan tâm mấy con máy chiếu giá rẻ thì cái đấy cũng sẽ là một cái để mà nghịch ngợm, khá là thú vị đấy. À, chuyển qua vào mục setting này, anh em thấy không? Ngoài quả ngôn ngữ, nói chung là thật sự luôn mình chưa từng thấy cái nào nó dễ sử dụng như thế này. Thiết lập mạng nhìn dịch thì nó hơi ngu, nói chung là thiết lập không dây, ví dụ Bluetooth này, Wi-Fi này, thiết lập hotspot tức là ảo thật sự, tức là phát sóng Wi-Fi ra nữa. Tức là nếu nói một cách công bằng thì con này có thể bắt Wi-Fi từ một con khác sau đó nó phát ra nữa. Mình thấy cái tính năng này nó tào lao sao ấy, nhưng mà thôi kệ đi. Rồi thu phóng màn hình này. Đấy, anh em thấy không? Thu phóng này. Đấy, rồi chỉnh được cả cái tỷ lệ màn hình là 4:3 hay là 16:9 nữa. Hay không? 4:3 là đúng rồi, sử dụng mấy cái nguồn ngày xưa RCA ấy, là phải tỷ lệ 4:3 đúng rồi. Thiết lập ngôn ngữ này, hoành tráng, dã man luôn, nhưng mà mỗi tội là ra ngoài vẫn tiếng Anh là chính, tiếng Việt có thấy đâu. Đấy, rồi cài đặt khác có mỗi khôi phục đã cài đặt gốc, không hiểu để làm gì của cài đặt khác nữa, nhìn buồn cười vãi đái. Nhưng mà thôi, quan tâm đến cái này này anh em, thiết lập hình chiếu thì chúng ta có thể chỉnh sửa được cái keystone. Đó, keystone tức là chúng ta sẽ chỉnh 4 điểm, 4 góc để mà chúng ta có thể căn lại được cái góc nghiêng, góc chéo của cái màn hình. Nhưng khi mà chúng ta muốn chỉnh thì đây này, anh em thấy này, mờ nét thì lấy nét ở trên cái phần thân. Mờ mờ này, nét nét này, đó. Hay là nghiêng lên xuống các thứ thì lại chỉnh ở đây hết. Tức là chúng ta sẽ chỉnh bằng mấy cái nút gạt gạt ở đây thôi. Đấy. Còn cái keystone kia thì chắc là chỉnh cái độ méo, mình chả quan tâm. Rồi break the mode này, mình thích cái này. Bởi vì sao? Nó chia ra một cái vị trí riêng để các bạn có thể, ví dụ đây là vuông góc này, anh em mà lật lại hình chiếu hay là lật chiếu trực quan các thứ, chiếu sau thì đủ kiểu. Và nói chung là các bạn setup kiểu gì đi chăng nữa thì cái máy chiếu này cũng có thể thiết lập cho mọi người xem một cách rất là dễ dàng. Đó, thiết lập âm thanh này. Còn mấy cái này thì tào lao thật sự. Mẹ, để nguyên quả thiết lập âm thanh bấm vào làm gì? Chỉnh volume mà. Quả tính năng ảo thật. Nhưng mà thôi, đấy, từ nãy đến giờ thì cũng đã chia sẻ cho anh em về những cái trải nghiệm về mặt bên trong thì anh em thấy sao? Tốc độ phản hồi mọi thứ đều khá là tốt. Đấy, và ngay cả mình truy cập vào YouTube, YouTube mặc định của này nhá. Mày thế vừa nay là không mở chứ mở lên là ăn bản quyền thấy mẹ luôn. Anh em đợi tí tắt tiếng cái đã. Rồi, tính ra là con này thì sử dụng cơ bản thì chấp nhận được, nhưng mà anh em cũng sẽ vẫn phải chịu cái cảnh đấy là nó lác lác thôi, anh em thấy không? Đấy, nó vẫn delay này, nhất định này. Mẹ vừa tìm HDR xong rồi, chưa kịp ấn nó đã bị văng ra, lại phải bấm lại. Đấy. Đây. Mở luôn cho anh em xem một cái video mà mình hay test. Ai chà, sáng trưng. Nhìn cũng nét. Đấy. Độ phân giải thì được bao nhiêu? Ui, cũng được 1080p thật luôn anh em ạ. À đâu, vẫn kéo lên. À không, cái này là tính năng thôi. Ê, mình cứ tưởng là nó nhận diện theo cái độ phân giải của máy chiếu. Mở 2160p, lát con mẹ luôn. Đây, mở được hẳn 4K nha anh em. Đó, xoay hoài. Bởi vì sao? Máy quá yếu, không xử lý được cái độ phân giải này. Thấy chưa? Thế thôi, đừng có dại. Nha. À không, vẫn mở được kìa. Cái này chắc do mạng rồi.
Đó, thì đây là một cái vấn đề của việc máy chiếu giá rẻ. Thì mình cũng nói luôn là cái cấu hình của con này nó không cao đâu, nó khá là thấp. Thế nên là nếu như mọi người mà xem những cái nguồn Full HD các thứ thì ok, xem những cái nội dung Full HD các thứ thì ok. Nhưng mà anh em mà muốn xem hẳn nội dung 4K thì chắc là không có cái mùa xuân đấy trên cái máy chiếu này đâu. Và từ nãy đến giờ khi mà chúng ta sử dụng, đây các bạn thấy không, đây mình đang cố gắng mình để 4K này, thiếu lag kinh khủng, lag lắm. Nhưng mà khi mình về Full HD, cái này 2K thôi nó cũng đã lag rồi. Khi mình về Full HD đó, thì chắc chắn là nó sẽ mượt mà hơn. Đó, ok, nó cũng mình cũng nhìn thấy rõ ràng luôn, nó cũng không được 60 frame đâu các bạn ạ, nó chỉ được khoảng 30 frame thôi. Và đây cũng là một cái yếu tố anh em cũng sẽ cần phải cân nhắc. Đây thấy không, chuyển về Full HD cái mượt mà ngay, trơn tru ngay. Và đấy là cái điểm yếu của cái máy chiếu này. Thật ra cái máy chiếu này thì mình nghĩ rằng nếu như các bạn muốn sử dụng những tính năng smart của nó thì nó sẽ không thực sự phù hợp đâu. Ôi à, tính ra những cái chi tiết nhỏ nhỏ trên cái sợi lông của con này này vẫn lên bằng hết được kìa, cháy phết nhỉ, anh em thấy không? Đó, thì nói thẳng luôn ra cái này sẽ chỉ phù hợp để mà anh em ví dụ như là gắn một cái suộc nguồn khác vào cái máy chiếu này và anh em chiếu lên. Tức là nó sẽ chỉ hoạt động đơn thuần như một cái máy chiếu bình thường thôi, chứ anh em đừng có đòi hỏi quá nhiều và những cái tính năng thông minh của nó. Hay ví dụ đây cho anh em nghe quả loa này. Đây. Đấy, khi mình chỉnh volume thôi, nó cũng đang muốn delay này. Đấy, loa của nó đây anh em. Loa có như không luôn. Chả hiểu cái loa này thì tích hợp làm cái gì, cũng cắt mẹ cái loa đi, nghe đỡ khó chịu. Nhưng mà đấy, giá rẻ thì nó như vậy, đầy đủ tính năng hết, nhưng mà những cái tính năng cơ bản thì nghe nó cũng khá là buồn cười và củ chuối. Nhưng mà cái quan trọng nhất trên một cái máy chiếu thì từ nãy đến giờ mình đã nói quá nhiều và cũng đã chuyển qua chuyển lại rất nhiều những cái khung hình khác nhau, những cái hình ảnh khác nhau, thì bạn cũng có thể thấy được là cái chất lượng chiếu của nó là tốt như thế nào trong cái tầm giá này. Nói chính xác phải gọi là trong cái tầm giá, chứ không thể nào nói là con này nó ngon hoàn toàn được. Tại vì đây, ngon làm sao được, trong khi ví dụ mình chỉnh âm lượng không thôi, video xem YouTube nó cũng đã một lác lác như thế này. YouTube nó đã như thế thì anh em cứ tưởng tượng xem Netflix nó sẽ như thế nào. Đấy, kiểu gì nó cũng sẽ vẫn có những khoảng lác lác delay thôi, vẫn sẽ kiểu trải nghiệm hơi khó chịu. Nhưng mà bản chất thì một cái máy chiếu giá rẻ mà nó có một cái chất lượng hình ảnh như thế này thì chắc là mình cũng không thể nào đòi gì thêm quá nhiều. Đấy, chưa kể vẫn còn hỗ trợ cái HDMI để các bạn có thể import chiếu từ những cái thiết bị khác sang, thì nó cũng là một cái điểm cộng khá là tuyệt vời. Vậy các bạn nghĩ sao? Comment nhé. Nhắc lại một lần nữa, giá con này có 2 củ thôi, thơm vãi quạc kìa, mà đấy còn chưa kể anh em mà săn sale với thứ nữa, drop out hay sale lắm thì chắc nó còn thơm nữa anh em ạ. Rồi, đường link phía bên dưới nha, anh em quan tâm thì bấm vào. Thế nha, bye bye anh em. Đấy, nãy giờ chỉ show cho anh em cái màn hình để anh em tự đánh giá chất lượng thôi. Tôi biết mặt tôi đẹp trai mà tôi có buồn show mặt tôi đâu. Thôi, xem gì nữa, nghỉ đây, bye bye anh em.